Vâng, em Dung xin chào quý cô bác anh chị yêu thích trồng cây mai. Và đây là những khóm mai vàng của em Dung mới được 7 tháng tuổi. Dạ vâng, thưa cô bác anh chị, ở đây cho dù là em Dung không nói thì trực tiếp em Dung quay cô bác anh chị cũng nhìn thấy cây mai vàng của em Dung là nó lên, măng lên mầm từ gốc ạ. Từ gốc luôn, từ mặt đất luôn. Và nó ra rất là nhiều mầm, nhiều nhánh. Đây ví dụ như cây này để cho rõ ràng nhất, bởi vì nó mới lên măng thôi, búp thôi, nó chưa chưa ra lá. Đây cô bác anh chị nhìn rõ cho em Dung này, nó ra măng à ra ra mầm ngay tại từ mặt đất trở lên, chứ không phải là như những cái giống mai trôi nổi mà các quý khách người ta gọi là cây cũng là cây mai vàng, nhưng nó là cây mai vàng của cái vùng nào hay là cái loại mai khác, chứ không phải là loại mai giống của em Dung nhá. Đó, cái này là bị đang bị con sâu đây này, sâu ăn lá đây này. Em Dung bóc nó đi chứ không cần phải phun thuốc. Riêng cái loại này nó chỉ có một vài con trên một búi thôi, hoặc mấy búi mới bị một con. Đấy cô bác anh chị xem, cây vừa mới tòi lên một cái thì những cái lá của cây nó lên rất là nhiều. Một đốt của nó lên hàng 5, 6, 7 cái tay. Đấy cô bác anh chị nhìn xem, rất là nhiều. Chứ không như cái loại kia. Loại kia là mỗi một đốt này nó chỉ lên một cành thôi ạ. Và cái ống của nó rất là dài, dài lê thê ra, cũng màu vàng nhưng mà đốt của nó dài. Và cái mấu của nó chỉ lên một vài cái một đến hai cái tay thôi ạ. Và lá của nó cũng vươn rất là dài, nhưng mà nó chiều ngang của nó là có nó bé ạ. Và đây là búi mai Thái của em Dung cũng được 7 tháng tuổi nhá. Lá này, nhìn cái cành lá bùm lá này, cô bác anh chị nhìn xem cho em Dung này. Đấy, sợ không? Cái cành búi này bây giờ em Dung hái phải được 5-6 cân lá. Và cô bác anh chị nhìn xem, đây cây của em Dung đây, nó cây mẹ của nó rất là nhỏ, thế mà nó đẻ măng rất là to. Nhưng khi cây măng lên nó không mọc thẳng ạ, bắt đầu từ bé bé này nó đã bắt đầu nghiêng siêu vẹo rồi đấy ạ. Đấy, bắt đầu nghiêng ngả ngả nghiêng rồi. Và nó khi nó lên lá nhiều là nó ngả ra như thế này đấy ạ. Đấy, em quay xa cho cô bác anh chị nhìn xem. Đấy, nó lên là bắt đầu nó xéo xéo, xong bắt đầu lên lá một cái là nó ngả, nó bò ra đây. Nếu cô bác anh chị nhìn xem, nếu như mà cây này mà nó như những cái cây của người ta thì đây cô bác anh chị nhìn này, lá này, ấy, sợ không? Đấy, cành lá này, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tàu rồi đấy ạ. Cành này 15 tàu nhưng vẫn còn cái búp đấy ạ. Đấy, đấy. Chỉ giơ tay cao thôi là đã vớn được, chứ không cần phải cao xa gì cả. Đấy cây này em Dung chiết cây giống, và đây em đã bẻ được một cành. Đây là cành thứ hai, đang cứng rồi, đang có rễ ra đây rồi, nhưng mà nó chưa đủ điều kiện, em Dung chưa bẻ ạ. Và cô bác anh chị nếu như yêu thích em Dung thì tin tưởng em Dung thì hãy đến với em Dung. Còn nếu như cô bác anh chị mà muốn mua cái số lượng cái giá tiền nó rẻ hơn, và tùy theo muốn trồng cây gì thì trồng, miễn là mai, thì cô bác anh chị cứ đi tìm những nhà vườn khác. Em Dung cũng không có ý kiến gì đâu ạ. Coi như là có những khách hàng thì rất là tin tưởng em Dung. Ví dụ như chiều hôm qua có bác đi từ tỉnh nọ đến tỉnh kia, đeo sọt hẳn hoi, mang sọt hẳn hoi, cũng có người mang ô tô đi từ hàng mấy trăm cây số về được đến vườn nhà em Dung, nhưng không hẹn trước mà đến trực, coi như là bộp một cái đến luôn, đến bắt úp em Dung. Thế nên là em Dung cũng trở tay không kịp, vì cái tội là vườn của em Dung chỉ chuẩn bị sẵn sàng cho những người tin tưởng em Dung và đặt cọc em Dung, xong em Dung mới làm giống, dành cho em Dung thời gian thì em Dung làm giống, thì những cái người đấy em Dung chưa bao giờ thất hứa.
Đến hạn là em Dung, đến hẹn là em Dung tự tìm đến và tự nhắc nhở, tự giao cây giao giống cho khách. Em Dung chưa bao giờ thất hứa với một ai. Nhưng những các bác, các anh, các chị mà đánh úp em Dung thì đột một cái đến luôn. Thì ví dụ như hôm qua cái bác đi từ tỉnh nọ đến tỉnh kia bảo là chỉ lấy 15 đến 20 cành thôi. Nhưng em Dung xin lỗi, rõ hãy cho em Dung thời gian ít nhất là nửa tháng mà không phải 20 ngày, 30 ngày sau thì mới có. Và đấy mà chỉ số lượng chỉ có 15 đến 20 cành thôi. Có đoàn thì đi gần 200 cây số, đánh cả xe ô tô rất là to, nhưng mang về nghĩ thương hại thì em Dung để bớt lại cho 20 cành. Mỗi một loại là 10 cành mai thái, 10 cành mai vàng, 10 cành. Chở một chuyến ô tô 3 tấn rưỡi đi hơn 200 cây số về, nhưng cũng chấp nhận bởi vì cô bác anh chị là không tin tưởng em Dung mà không đặt cọc qua mạng, không đặt cọc qua điện thoại, cứ muốn đến thăm vườn thì em Dung rất mong là cô bác anh chị đến trực tiếp thăm vườn của em Dung, thăm mô hình của em Dung làm ăn như thế nào và thực tế như thế nào. Thế nhưng cô bác anh chị chỉ đến thăm thôi, chứ còn đến để đột một cái em Dung bán cây cho thì em Dung cũng rất là tham tiền, thích tiền. Thế nhưng em Dung phải lấy chữ tín làm đầu và chữ tâm làm việc. Nếu ai tin tưởng em Dung tuyệt đối thì em Dung cũng trao cho niềm tin tuyệt đối với cô bác anh chị ạ. Chứ nếu như ai mà không tin tưởng em Dung tuyệt đối thì cái hậu quả và đi không về rồi, hay hoặc là cô bác anh chị mua cây giống ở chỗ khác thì nó có tin tưởng hay không, đấy là do cô bác anh chị. Dạ đây là em Dung là người thật, việc thật, vườn thật, cây thật, giống của Phú Thọ. Đấy, mai vàng mai thái là em Dung lấy từ vườn của nhà em Dung ra, chứ không phải là đi mua trôi nổi ở chỗ khác, mà sợ là cây giống thế nọ thế kia. Em Dung bảo đảm 200% cho cô bác anh chị, nếu sai một đền 100 luôn. Tuy rằng mai thái và mai vàng nó bằng tiền nhau, nhưng cô bác anh chị nếu như không thích mai thái thì em Dung cũng chỉ xếp mai vàng, nếu không đủ thì xin phép là thiếu, chứ em Dung cũng không bao giờ cho cây mai thái vào, hoặc lấy cây mai thái mà thiếu cô em Dung cũng không cho cây mai vàng vào. Tuy rằng hai cái cây đó giá tiền như nhau, năng suất như nhau, hiệu quả như nhau, nhưng em Dung nói một là một, hai là hai, chứ không bao giờ nói một, nói hai là bốn cả. Và video của em Dung đến đây là tạm dừng. Xin cảm ơn cô bác anh chị đã tin tưởng em Dung trong thời gian qua, và những người sau này tin tưởng em Dung thì em Dung cũng trao chọn niềm tin và chữ tín cho cô bác anh chị 200% ạ. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở những chia sẻ tiếp theo.